Chỉ dạy thân tâm thơ thới, nghĩ từ vô thủy đến nay đã bỏ mất bản tâm, vọng nhận bóng dáng duyên trần phân biệt, hôm nay được khai ngộ, như đứa hài nhi khát sữa bỗng gặp được mẹ hiền. Ông chắp tay lễ Phật, nguyện nghe Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm cái nào chân, cái nào vọng, hư thật và hiện tiền phát minh hai tính sinh diệt cùng chẳng sinh diệt. Cái kỳ trước là chúng ta thấy khi mà sau 7 lần Đức Phật rạng hỏi tâm thì A Nan đều trả lời không đúng. Và sau đó Đức Phật đã khai thị cái thấy, khai thị cái nghe. Và sau những lần Đức Phật khai thị cái nghe là khẳng định hai cái căn bản tu hành của chúng ta. Một cái căn bản là từ cái nếu mà chúng ta hướng ngoài, tức là từ cái vọng trần, cái pháp trần sanh diệt, chúng ta tu thì sẽ có cái quả sanh diệt. Rồi chọn cái nhân vô sanh sẽ có được cái quả vô sanh. Rồi sau đó Đức Phật đã chỉ ra cái trần, cái khách trần phiền não và cái tánh chân thật của mình. Sau những lần nghe Đức Phật nói như vậy thì A Nan cùng đại chúng rất là mừng vì đã có một cái hướng đi rõ ràng cho mình. Tức là
tất cả đại chúng đều nhận thấy rõ ràng là cái tâm phân biệt của mình từ trước đến giờ nó chỉ là cái vọng trần mà thôi. Ở nơi chúng ta có cái thấy chân thật mà không sanh không diệt. Ở đây bắt đầu vua Ba Tư Nặc thỉnh Đức Phật. Cái đoạn trước là A Nan, bây giờ đến cái người thứ hai thỉnh Đức Phật là vua Ba Tư Nặc. Khi ấy vua Ba Tư Nặc bạch Đức Phật rằng: xưa kia con chưa được Đức Phật chỉ dạy, thì nghe bọn Ca Chiên Viên và Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt, gọi là Niết Bàn. Con tuy gặp Đức Phật nhưng nay vẫn còn hồ nghi, làm thế nào bày tỏ để chứng biết cái tính không sinh diệt nơi tâm này? Nay những hàng hữu học trong đại chúng đây đều mong mỏi được nghe. Ngài Ba Tư Nặc thưa Đức Phật là ngày xưa thì nghe những cái giáo thuyết khác, trong cái thời Đức Phật thì có Ca Chiên Viên và Tỳ La Chi Tử, hay nói khác hơn là trong thời Đức Phật có rất là nhiều cái phái ngoại đạo đã từng dạy cái điều này điều nọ, nhưng mà cái điều quan trọng là đã nhận được cái lời dạy của các ngoại đạo là khi chết là coi như hết, tức là bỏ thân mạng này thì sẽ đoạn diệt hết tất cả những cái sanh tử, thì sẽ chứng nhập Niết Bàn. Cho nên rồi không có còn phải tu tập cái gì thêm, cũng không cần phải nói tới cái nhân quả xấu tốt của mình nữa, chết là mọi cái đều hết. Thì ở đây Đức Phật bắt đầu gạn hỏi sự biến chuyển trên thân của Ngài Ba Tư Nặc. Lần lần chúng ta sẽ thấy cái người học đạo chúng ta muốn đi sâu vào thiền định thì chúng ta phải thấy biết rõ ràng ở nơi thân tâm của mình. Thì đây cái Ngài Vua Ba Tư Nặc là đại diện cho tất cả chúng ta để trả lời từng bước một cái sự gạn hỏi của Đức Phật, để tất cả chúng ta đều nhận ra được một cái sự thật ở nơi thân của mình như thế nào, rồi nơi tâm của mình như thế nào, để lần lần mình sẽ sáng lý ở phần sau. Quý vị để ý cái cách hỏi của Đức Phật và cách trả lời của Ba Tư Nặc từng đoạn để chúng ta có cái nhận định về thân của mình. Đức Phật bảo: này Đại Vương, thân ông hiện đang sống đó, nay tôi lại hỏi ông, thân thịt này của ông là đồng như kim cương thường còn hay là biến hoại? Bạch Đức Thế Tôn, thân con hiện nơi đây rốt cuộc cũng thay đổi và hoại diệt. Phật bảo: Đại Vương, thân ông chưa từng hoại diệt, làm sao ông biết nó phải hoại diệt? Bạch Đức Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con tuy chưa từng diệt, nhưng con xem hiện tiền mỗi niệm dời đổi mãi mãi không dừng, như lửa thành tro lần lần tiêu mất, vì dứt mất không dừng nên con biết thân quyết định phải theo đó mà diệt mất. Phật nói đúng thế. Chúng ta thấy Đức Phật khéo hỏi để chúng ta nhìn lại. Đức Phật hỏi là cái thân ông bền chắc như kim cương hay là cái thân này nó bị vô thường biến hoại? Thì vua Ba Tư Nặc trả lời là: thưa Đức Phật, con cũng thấy cái thân con rốt ruột rồi, nó cũng hoại diệt chứ nó không có còn hoài. Một người Phật tử chúng ta phải nhận định điều này, cũng như hồi sáng chúng ta nói rồi. Ai trong cuộc đời này mà tự thấy rằng cái thân mình trước sau rồi cũng phải mất? Chúng ta phải thấy rõ bằng cái công phu tu hành của mình, bằng cái sự hiểu biết chính chắn của mình mà mình thấy, chứ không phải là mình cho người khác nói mình hiểu nữa. Vậy là một người một phen tự nhận thấy rằng cuộc đời chúng ta trước sau rồi cũng phải bị hoại diệt, chứ là cái thân này chắc chắn là phải chết chứ không thể sống bền lâu được. Để chúng ta nhẹ đi cái chấp trước nơi thân, mà cái thân chúng ta nhẹ chấp trước rồi thì những cái hoàn cảnh xung quanh, những cái sở thuộc về thân chúng ta sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Và được như vậy thì cái bước công phu sau chúng ta mới có thể tiến được hơn. Còn nếu mà bây giờ chúng ta vẫn thấy là cái thân chúng ta nó còn bền lâu, cái thân của chúng ta nó chắc chắn, thân chứ ai chết chứ thân mình không có chết, mình thấy mình còn phải còn sống hoài không biết mấy trăm năm nữa, thì như vậy là chúng ta cố làm sao để cho cái thân chúng ta tồn tại, cố làm sao để cho cái thân chúng ta nó được sung sướng này nọ kia, thì đó là cái điều mà chúng ta đã thấy sai lầm. Cho nên đầu kinh Lăng Nghiêm từ cái chỗ lý luận hết sức là khúc chiết ở đoạn đầu rồi, thì trở lại đây Đức Phật từng đoạn một, Đức Phật đã đưa chúng ta lên đến trên cao, thì sợ rằng chúng ta không hiểu biết, bắt đầu Đức Phật nói lại cái việc hết sức là cơ bản, buộc tất cả người tu mình phải thấy cái thân này nó hoại diệt cái đã. Thì Phật bảo Đại Vương, tức là Phật bảo vua Ba Tư Nặc là ông chưa chết, ông lấy đâu mà ông biết cái thân ông hoại diệt?
Thì Vua Bà Tư Nặc trả lời là cái thân vô thường quả diệt của mình thấy rất là rõ trong từng sát na một, và nó tự biến đổi không dừng. Ngài có một ví dụ rất là hay là giống như lửa đã thành tro lần lần diệt mất. Điều này là chúng ta cũng dễ thấy phải không? Tức là chúng ta đang thấy, chúng ta đang nhúm lò, chúng ta đang đốt lửa bằng cây củi. Hồi xưa thì không có ga như bây giờ, không? Tất cả những củi lửa đang cháy phừng phừng như vậy, nhưng chúng ta thấy rõ ràng là cái lửa đó từ từ nó sẽ yếu xuống, và những cái than hồng đó từ từ nó rụi, từ từ rồi nó tắt mất. Thì Ngài Bà Tư Nặc có một ví dụ hết sức là gần, khiến cho chúng ta rất là dễ hiểu. Cái lúc chúng ta còn đang sống đây, đang sinh hoạt ở đây, mặc dù chúng ta đang chưa chết, nhưng mình thấy rõ ràng là cái thân mình từ nhỏ rồi đến một cái giai đoạn là nó hưng thịnh rồi nó yếu dần dần và sắp sửa hư hoại. Vì đó là chúng ta có một cái chút quán chiến, cũng như Ngài Bà Tư Nặc đã có cái quán chiến như vậy. Ngài có một ví dụ hết sức là thực tế. Lúc đó Đức Phật hỏi tiếp: Đại Vương, nay ông tuổi đã già yếu, cái dung mạo của ông so với lúc còn bé như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết đầy đủ. Nay tuổi đã già, hình sắc cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc, mặt nhăn, sắp chết chẳng còn bao lâu, như thế đâu thể so sánh với khi còn trẻ. Ngài diễn tả cái giai đoạn sống của mình, không? Tức là hồi trẻ mà đến lúc, nhất là cái lúc trưởng thành đó, thì khí huyết rất là sung mãn, da dẻ hồng hào, cái hình sắc thì lúc đó cũng rất là tốt. Nhưng mà lúc này là lúc mà Ngài Vua Bà Tư Nặc cũng ngoài tuổi 50 rồi. Tức là cái thân của chúng ta bắt đầu nó yếu xuống, cái dung mạo chúng ta, cái sắc diện, cái khí sắc chúng ta không còn tươi nhuận như hồi nào nữa. Tức là qua giai đoạn lão hóa của mình. Qua giai đoạn lão hóa của mình thì cái khí sắc và tinh thần bắt đầu sút kém. Đó là cái chiều hoại diệt của thân mà Ngài đã cảm nhận được. Như vậy là cái thân chúng ta nó qua giai đoạn hưng thịnh, tức là qua tuổi 30. Từ 20 tới 30 là giai đoạn trưởng thành của thân chúng ta. Giai đoạn đó là giai đoạn mà khí sắc chúng ta rất là tươi nhuận, gần như là sức khỏe chúng ta muốn dời non lấp biển được. Như từ tuổi 40 tới 50 là chúng ta thấy mọi việc bắt đầu nó kém dần dần dần. Qua tuổi 50 là cái sức vóc của chúng ta nó không còn khỏe như lúc nào nữa. Thì đó là cái nhận định của Vua Bà Tư Nặc ở trước Đức Phật. Và cái này cũng là một cái sự nhận định chung của tất cả chúng ta. Phật hỏi tiếp là: Đại Vương, thân thể của ông đâu phải già liền. Ở đây quý vị thấy là cái giống như một cái công phu tu hành để chúng ta quán cái thân chúng ta hoại từ từ. Vua Bà Tư Nặc bạch Đức Thế Tôn: Nó biến hóa thầm thầm thay đổi, con thật chẳng biết. Lạnh nóng đổi dời lần lần cho đến ngày hôm nay. Vì sao? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhan sắc đã già hơn lúc lên 10. Đến 30 tuổi lại còn già hơn năm 20 tuổi. Đến nay đã 62 tuổi, so với lúc 50 tuổi nó rõ ràng là khi 50 tuổi già sức lực còn tráng kiện hơn. Bạch Thế Tôn, con thấy nó thầm thầm dời đổi, tuy cái già nua này thay đổi giới hạn trong từng 10 năm. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 10 năm, 20 năm mà thực nó đã thay đổi từng năm một. Chẳng những nó thay đổi từng năm mà nó thay đổi từng tháng. Chẳng những nó thay đổi từng tháng mà nó thay đổi từng ngày. Chẳng những nó thay đổi từng ngày mà nó xét cho cùng, nghĩ cho kỹ thì nó thay đổi từng sát na một. Trong khoảng một niệm không dừng, thế nên con biết thân này trọn theo sự biến đổi và hoại diệt. Chúng ta thấy đây nó giống như một cách quán công phu của mình. Mà thực sự nếu tất cả những người tu chúng ta có cái cách quán này, chúng ta mới nhìn rõ là cái thân chúng ta hoại diệt bằng cái thấy nhìn của riêng mình á. Chịu khó, chúng ta phải chịu khó cái công phu này một tí. Cái lối lý luận này, nhất là lối lý luận của kinh điển Đại Thừa, không phải là lối nói để chúng ta hiểu, mà đây là một cái lối thực hành rất là tinh tế của các vị dựng lập lên quyển kinh này. Thấy chúng ta 20 tuổi là thấy rõ ràng là mình già hơn 10 tuổi. Đây là một sự thật. 30 tuổi là chúng ta già hơn 20, rồi 40 tuổi là chúng ta già hơn 10. Nhưng mà nếu như mình thành tính là 10 năm thì nó quá muộn màng rồi, phải không? Thì cái bắt đầu tính lần lần tới 1 năm. Năm nay thì chắc chắn là mình già hơn năm trước rồi. Nhưng mà 1 năm cũng hơi dài nữa, tức là tháng, mỗi tháng chúng ta già hơn chút. Rồi tới 1 ngày
một ngày chúng ta đã già đi, và một giờ rồi từng phút từng giây thân chúng ta mỗi hoại, mỗi biến chuyển vô thường và hoại diệt đó. Thì nếu mà chúng ta bình tĩnh để chúng ta nhìn thấy cái thân chúng ta như vậy, để chúng ta nhẹ đi sự chấp trước, chúng ta thấy là mỗi một ngày qua thì mình mất một ngày sống. Nếu chúng ta thấy kỹ như vậy, mỗi một năm ai mà ăn sinh nhật á, chúng ta phải nói là ăn mừng chết một lần một năm. Ờ, ví dụ như bây giờ mình sinh nhật 30 năm, tức là mình ăn một cái bữa tiệc là công bố với thiên hạ là mình đã chết hết 30 năm tuổi thọ của mình rồi, chứ không phải mừng mình mới được sanh ra. À, mới sanh ra đời một ngày thì có chúng ta đã mất hết một ngày tuổi thọ, và hai ngày là mất hai ngày tuổi thọ, ba ngày là mất ba ngày tuổi thọ, tới một năm là chúng ta đã mất một năm tuổi thọ của mình. Và cứ mỗi một ngày sống là mỗi một ngày thu ngắn tuổi thọ của chúng ta lại. Cho nên đến mỗi năm mà gọi là sinh nhật của mình, tức là kết thúc một năm mất tuổi thọ, chứ không phải là ăn mừng sinh ra nữa. Nhưng mà thường thì đến lúc đó là chúng ta mừng mình được sinh ra, chứ không phải là mừng khi chúng ta đã giải quyết hết một phần tuổi thọ của mình rồi. Như vậy là chúng ta càng sống lâu trên đời thì tuổi thọ chúng ta làm sao? Càng bị rút ngắn. Chứ không phải lớn tuổi là ngon. Phải lớn tuổi là ngon. Người nào lớn tuổi nhiều thì thấy tuổi thọ chúng ta còn mong manh nhiều ngày tháng trong cuộc đời này chừng nào, thì cái ngày sống chúng ta càng mong manh chừng đó. Tức là chúng ta gần tới cái chỗ chết hơn người còn trẻ. À, lớn tuổi chừng nào thì chúng ta sẽ gần tới cái chỗ chết chừng đó. Thật ra tuổi càng lớn lên là cái dấu hiệu chết chóc càng rõ ràng hơn. Do vậy là cái kinh nghiệm mà để thấy cái thân này chết là nếu chúng ta bình tĩnh một chút là ai cũng thấy ra. Cái này không có phải là khó khăn gì, nhưng mà đôi khi chúng ta quên. Đôi khi chúng ta quên, chúng ta sống rồi cái mình không có nghĩ tới, và chúng ta cũng chưa từng làm điều này lần nào. Nhưng đến lúc đó, quý vị có thể bất ngờ là trước đây một vài năm, có khi chúng ta lấy một tay chúng ta xách một vật gì nặng khoảng 5-10 kg nổi, bây giờ cái tự dưng mình xách lên cái mình xách hết nổi rồi, mình gán xách cái mình bị đau lưng hay là đi bị sụn chân gì đó, thì lúc đó mình mới biết mình ủa sao mình già rồi. Tới lúc đó mình mới hay, tức là lực bất tòng tâm rồi, muốn làm một cái điều gì theo ý muốn của mình không được nữa. Trước kia mình đi 5-10 cây số mình thấy thoải mái, nhưng bây giờ đi có một chút mình thấy phải mệt rồi, cái sức mình nó không có còn theo cái ý chí của mình. Lúc đó nó cũng đã muộn với mình. Thật sự ở trong nhà Phật á, nếu mà trước tuổi 50 mà chúng ta không ngộ được đạo á, thì bắt đầu khó khăn cho mình lắm à. Thật ra cái tuổi mà quá 50 mà ngộ đạo thì rất là hiếm trong lịch sử của Phật giáo. Thì trường hợp những người đó cái căn cơ như thế nào đó thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi thấy đa phần là chúng ta đều phải phấn đấu ngộ đạo càng sớm càng tốt. Vì cái tuổi lớn, cái sinh hoạt cuộc sống sẽ làm cho trí não chúng ta nó hơi bị cùng lục một tí. Quý vị thấy là ngày xưa chạm một việc là chúng ta trong một thoáng chốc chúng ta nhận định được liền. Nhưng bây giờ chạm tới một việc gì đó mình thấy với cái tuổi già cái bắt đầu nó hiểu từ từ, hiểu từ từ. Cái đầu mình muốn hiểu nhanh như hồi nào mình không hiểu được. Nhưng mà Phật Pháp nó là một cái gì hết sức là nhanh. Như Ngài Lâm Tế nói là phải biện biệt được cái đá sẹt cái điện nhán là phải biện biệt được xong. Tức là cái trí chúng ta nó hết sức sắc, vừa sắc vừa nhạy bén, linh thông thì chúng ta mới tiếp nhận kịp chân lý. Thì rõ ràng là chúng ta hay để nó trôi qua. Ví dụ như ngay cái thấy cái nghe của chúng ta thì chúng ta đã thấy tới cái tầng tâm thức thì mình mới hay là mình phân biệt, mình buồn thương trên đó, chứ mình không có thấy trước khi mà chúng ta có cái phân biệt buồn thương ít lắm. Công phu dữ lắm là chúng ta mới thấy là ngay cái thấy ban đầu, ngay cái thấy ban đầu của tất cả chúng ta, cái đó nó hết sức thanh tịnh trong sáng mà mình ít khi nào mình nhận ra cho đó. Người nào có thể nhận ra được cái chỗ đầu tiên khi chưa khởi vọng niệm mà chúng ta rõ biết, chúng ta biện biệt được mọi vấn đề, tức là chúng ta đã cái trí chúng ta sắc bén để chúng ta có thể nhận đúng nhận sai ở chỗ này, và có khả năng từ cái lúc mà chưa khởi cái danh tướng của tất cả các pháp là chúng ta có khả năng nhận được đạo lý. Nhưng mà ít lắm, ít có người có đủ cái trí này. Do vậy mà chúng ta chỉ cứ đi theo đuôi mọi vấn đề, tất cả mọi cái thấy nghe chúng ta đều phải chạy theo sau hết. Và rõ ràng khi chúng ta chạy theo sau là chúng ta đi rất sâu ở những cái tầng tâm thức ở dưới này, chứ không phải chúng ta tiếp nhận tất cả mọi cái đều ở trên bề mặt.
cái chỗ mà trước khi có danh sắc. Thành ra một người tu tập theo đạo Phật thì đây là cái cơ bản, thật sự cái lối nói của Ngài Ba Tư Nạc, đây là cái cách quán của mình. Quý Phật tử chúng ta sẽ chịu khó nhìn lại một chút như vậy đó. Thì làm sao chúng ta mới thấy là cái biến động để suy thoái của cơ thể của mình á, trong từng lúc, từng phút một, từng giây một, là mỗi phút giây này là mỗi phút giây chúng ta chết. Thì vậy là chúng ta ngay trên cuộc sống này, mình nói là mình đang sống chứ thực sự là chúng ta chết từng giây một, chết từng sát na một. Chứ không phải là chúng ta sống hiện hữu, là chúng ta đang đi hướng tới một cái đời sống nào đó, nhưng thực sự là chúng ta đang chết, chúng ta đang từ giã cuộc sống là từng sát na một. Khi mình thấy được như vậy rồi là mình không có còn cái gì để có thể bám chấp được. Nhưng mình thấy mình còn cái hướng tương lai là mình phải sống như thế này, mình phải sống như thế kia, mình phải sống như thế nọ, thì lúc đó mình còn nhiều vọng cầu. Nên một hành giả khi bắt đầu đi vào đạo Phật, chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta có cái sự quân quán này. Từng phút một, từng giây một thì chúng ta phải nhận định rằng mình đang trong cái chiều suy thoái. Rõ ràng là chúng ta đang trong cái chiều suy thoái. Chúng ta xa dần cái sự sống hiện đang có. Chúng ta đang vuột tầm tay cái sự sống này, chúng ta không có kiềm giữ lại được. Chúng ta không có nắm bắt cái sự sống đứng lại được, mà nó phải tự to trôi từng giờ, từng phút, từng giây như vậy. Chúng ta phải ý thức thật rõ là rõ ràng cái mạng chúng ta tới hoa không giữ được nữa. Chắc chắn là chúng ta không thể giữ được cái mạng mình. Giống như bây giờ chúng ta đang bị tuột dốc là không có cái gì để chúng ta có thể nắm, không có gì nắm được hết. Giống như cái xe mà bắt đầu nó đang lao tới phía trước, nó chuẩn bị xuống cái biển rồi, thì mà lại là xe Đức Thắng nữa, cho nên không có cách nào để dừng. Loại xe Đức Thắng rồi. Chúng ta không bao giờ chúng ta thắng lại để mình có thể sống tồn tại lâu hơn, không được. Nên tất cả chúng ta đang ngồi trên chiếc tàu mà dẫn tới cái chết, chúng ta đều là những cái người đồng hành đang đi tới đó. Phải ý thức được như vậy mà phải biết thương nhau, phải không? Làm gì làm chúng ta cũng phải đi tới chỗ chết, mà ai cũng phải đi giống nhau, đang ở trên chuyến tàu đó rồi. Thì làm sao mà trước khi mà nó ngã ra nó chết là mình phải có cái gì mà bay khỏi cái chiếc tàu này. Hãy chuẩn bị cho mình có cái lực đó. Chứ là chúng ta đến cái lúc giống như là máy bay đang lao xuống biển là chúng ta phải bấm dù bay ra để chúng ta không bị lọt xuống biển giống như mọi người. Đó là năng lực riêng của từng người, phải không? Làm sao chúng ta phải có được năng lực đó trước cái giờ mà chúng ta thực sự chút hơi thở cuối cùng là mình có cái gì vọt ra thân xác này để chúng ta được tự tại, chứ chúng ta không bị cuốn theo cái dòng sinh tử nữa. Một điều hết sức khó khăn, nếu mà nghĩ tới cái sống chết là một thách thức lớn đối với chính mình. Cho nên ngay từ giờ phút này là chúng ta phải biết quay nhìn lại để nhận chân ra được chân lý, càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. Mình nói là mình sắp sửa đi tới, nhưng mà thực sự đâu có ai biết mình chết lúc nào đâu, phải không? Phải chi mình biết là 50 năm, 70 năm hay là 100-200 năm nữa mình chết thì ngon quá. Đằng này là chưa ai tự ở đây ngồi biết rằng mình sẽ bao lâu nữa mình chết. Có khi mình ngồi ngăn hồi mình đứng dậy không được, mình đi luôn không chừng. Đó, mình phải thấy cái chuyện đó nó tới trong bất kỳ giờ phút nào. Có khi tối về nay mình nằm, mình ngậm mồm, mình ngủ, mình không ngồi dậy được nữa là coi như xong một đời. Và rõ ràng có rất là nhiều người đi cái kiểu đó. Nhắm mắt ngủ rồi ngủ luôn, không có dậy nữa. Đó, thì vậy là chúng ta cũng giống như huynh đệ, chúng ta cũng sẽ ra đi không biết giờ phút nào. Những người thân chúng ta đã từng đi như vậy rồi thì chúng ta không phải là người ngoại lệ. Và chúng ta phải hiểu được điều đó để mình tự phấn chấn cái việc tu tập của mình. Một ngày qua chúng ta không thể kéo ngược lại được. Từ sáng tới bây giờ là nó thuộc về chiều rồi, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta không thể kéo cái ngày hôm nay trở lại buổi sáng được nữa, mà nó trôi cho tới tối. Và bắt đầu từ tối nó trôi cho tới sáng để qua một ngày mới, và ngày mới nó trôi tới chiều để hết một ngày mới, vân vân. Thì chúng ta luôn sống trong cái dòng đó mà chúng ta không cưỡng lại được nữa rồi. Tất cả chúng ta không ai cưỡng lại được, không ai nắm giữ lại được sự sống của mình, không ai có khả năng nắm giữ lại được sinh mạng của mình. Chúng ta phải hiểu thật rõ điều này giùm. Phải thấy cái đó nó trở thành một cái gì rất là sâu lắng trên trong, bên trong của mình đó. Mỗi lần mà chúng ta có tham đắm, mỗi lần mà chúng ta có giận ai á, bây giờ kéo ra hỏi đi, bây giờ mày giận được bao lâu nữa? Nếu mày tức người ta được 100-200 năm nữa thì nên tức. Tức cái vài chục năm rồi mình cũng chết, đừng có tức làm chi cho mất công. Đừng có giận hờn. Tại vì mỗi một lần mà chúng ta làm một cái gì, nó sẽ mất cái thời gian quý báu, thời gian vàng bạc của mình trong đời sống này. Chúng ta phải thấy như vậy. Cái thời gian mà
trôi qua trong thoáng chốc, chúng ta không giữ lại được, nó quý lắm. Thì đã đừng bao giờ bỏ cái thời gian ra làm một cái việc gì nó phí phạm, rất là uổng. Cái kiếp người chúng ta không có còn bao lâu, phải nói thật như vậy là không còn bao lâu nữa. Đừng có ai ngồi đây nghĩ là mình sẽ còn sống lâu, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng mà không chắc. Rõ ràng là chúng ta không có chắc chắn được lúc nào. Vì vậy mà phải thấy, phải quý trọng tất cả những thời gian còn lại, thì mình dồn hết cái sức lực bình sinh của mình để tìm ra chân lý, để chúng ta có cuộc sống bình yên thực sự. Đừng có làm cho cuộc đời mình khuấy nhiễu, đừng có khuấy động cuộc đời mình, đừng có làm cho mình bất an tiếp tục nữa. Và đừng bao giờ để, nhất là phí thời gian trong cái việc ăn uống, trong cái việc ngủ nghỉ, trong cái việc sinh hoạt của chúng ta. Gần như là chúng ta đã quá phung phí cái phước làm người của mình, đã quá phung phí cái tuổi thọ của mình trong một thời gian rất là dài. Thật sự ở trong đây cũng có rất là nhiều người rất là thiết tha tu hành, nhưng mà cũng thấy rằng mình muộn rồi, phải không? Đây cũng rất là nhiều người đã thấy mình muộn rồi. Chính chúng tôi đã thấy nó cũng hơi muộn rồi. Phải chi mà đâu hồi 1-2 tuổi mình nó tu được thì giờ này chắc còn ngon hơn nữa. Nhưng mà có khi mình 20-30 tuổi mà mới biết tu là nó chậm lắm rồi. Vậy đó, mà trong cái giai đoạn chậm trễ đó, mình còn phải là lo ăn này, còn phải lo mặc, còn phải lo cự lộn với dòng xóm nữa. Rất là uổng. Nhiều khi mình tức người ta, mình dành cái thời gian mình suy nghĩ, mình tính toán, mình hơn thua người ta, nó lại quan trọng hơn cái việc tu của mình. Đây là điều mà mình thấy rất là uổng. Có nhiều khi mình, nếu mà nghiệm kỹ lại cái đạo lý, nó chưa trở thành số một trong cuộc đời này của mình. Vì có rất là nhiều công chuyện ở trên đời này cần phải xử lý hơn là đạo, đúng không? Chính như vậy mà mình bị mất thời gian. Chứ phải chi bây giờ chúng ta tu thì đạo lý nó là một cái gì quan trọng quá mà mình không còn thời gian để làm chuyện thứ hai thì mới được. Làm sao mà trong tâm chúng ta phải thắp sáng lên được điều này? Nghĩa là bây giờ cuộc đời chúng ta không thể có chuyện thứ hai quan trọng để chúng ta có thể làm. Chỉ cái chuyện duy nhất là đạo lý thôi. Khi nào mà sáng tỏ đạo lý, khi nào mà ngộ đạo, khi nào mà hiểu được, biết được cái chuyện sau khi chúng ta chết chúng ta sẽ về đâu, biết được chân lý là cái gì, nhận ra được cái chân tâm, cái Phật tánh mình là cái gì, thì lúc đó mình được quyền ngủ một đêm dài tới sáng, đúng không? Không cần gì phải bàn nữa. Nhưng mà ngày nào, giờ nào, phút giây nào mà chúng ta chưa biết được cái sự thật này, thì ngày đó, giờ đó, phút giây đó chúng ta nên thiết tha, thiết tha. Thiết tha giống như Tề Thiên bị đè trong Ngũ Hành Sơn. Ngô Thừa Ân diễn tả là suốt 500 năm trong Ngũ Hành Sơn mà ăn như ăn hòn sắt nóng, uống như uống nước đồng sôi. Không có phút giây nào mà cảm thấy cái cuộc đời này có hương vị với con khỉ ý thức đó nữa. Nó phải chết như vậy mới được. Nhưng còn bây giờ chúng ta còn rất là nhiều chuyện để chúng ta thưởng thức, đúng không? Chúng ta còn thấy người ta khen mình là còn quan trọng. Chúng ta còn thấy mặc chiếc áo đẹp là quan trọng. Chúng ta thấy còn ngủ một cái chỗ nào đó im ấm là quan trọng. Thế còn quá nhiều việc quan trọng trong đời này. Do đó mà đạo lý tự động nó bị cái quan trọng này nó đè mất, quên đi. Vì lâu lâu được nhắc lại cái mình giật mình được 5-10 phút. Mình cũng nhớ thấy đạo Phật là một cái gì đó cần phải tu theo để mình được thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi này. Thì nghĩ thoáng thoáng vậy cái bắt đầu buông làm chuyện khác. Nó chỉ là cái chuyện thoáng qua trong đầu chúng ta thôi. Nó chưa trở thành một cái gì đó nó thực sự mãnh liệt ở nơi tâm. Nhưng mà cái người học Phật nếu cái đó không mãnh liệt thì không phá vỡ được cái chấp trước trong tâm thức đâu. Làm sao mà nó trở thành một cái dòng thác thực sự để cuốn trôi chúng ta đi thì chúng ta mới đi tới cái bờ bến giác được. Còn bây giờ phấn đấu mà 3 bữa tiến, 2 bữa lùi, tức là bước 1 bước, cái bước cái kiểu mà mấy người đi cúng, bước 3 bước cái lùi 2 bước, bước 3 bước lùi 2 bước, nhiều khi bước 3 bước lùi 8 bước chứ không phải là lùi 2 nữa. Thật ra cuối cùng rồi cái đạo lý chúng ta không sáng tỏ, chúng ta cũng tu, nhiều khi hỏi lại thì tôi cũng nói thiện với chị, nhưng tôi cũng công phu cực lắm mấy 10 năm rồi đó. Nhưng mà hỏi ra mỗi ngày tu bao nhiêu thì chúng ta bắt đầu ngồi tính đi tính lại, ngày tu nhiều lắm là 15 phút. Nhiều lắm. Thật sự tôi nói là ngày xưa tôi nói ở trong chúng, tôi nói nếu mà ai mà tu liên tục, chúng tôi dùng từ là tu liên tục nha, tu liên tục 15 phút có khả năng ngộ đạo á. Nhưng mà hiếm quá đi. Tu 15 phút liên tục cũng đã hiếm nữa nha, chứ không phải là dễ tìm đâu. Bây giờ mình nghiệm kỹ cái 15 phút liên tục công phu của mình nó có thực sự là liên tục mài miệt không? Khó lắm.
khó lắm. Chúng ta mới hồi khởi bắt đầu ngồi thiền hay tụng kinh gì mình rất là tinh tấn, nhưng mà hồi cái bắt đầu mình buông nhẹ nhẹ, hồi mình buông nhẹ nhẹ, hồi buông nhẹ nhẹ ra, buông nhẹ ra, cái hồi đạo lý á, mới đầu đạo lý 100%, còn 90%, còn 80%, chục hồi cái chuyện đời bắt đầu nó nhắc lên chuyện đời, từ 10% chánh leo tới 20%, 30%, cái ngọn hồi cái nguyên một cái thời ngồi thiền còn lại là tính cái chuyện thế gian luôn. Thế chúng ta không có liên tục được. Những cái cán cân đó chúng ta tự đem ra chúng ta cân là chúng ta mới thấy rõ ràng là mình, lý do mà mình không có thấu hiểu chân lý, lý do mà mình không có đạt ngộ Phật Pháp nó có, chứ không phải là không có. Chính mình quá còn xem nhẹ Phật Đạo. Thật sự mình còn xem nhẹ thôi. Chứ còn đạo lý thì cũng không có phải khó tìm với chính mình, nhưng mình chưa có một lần đem toàn thân tâm này đặt để cho đạo lý. Chúng ta thử đi, thử đi đem toàn cả cái thân mạng của mình. Bây giờ cái phút giây này, thân mạng của mình trao gửi thực sự cho chân lý, không còn có cái chuyện khác để có một cái mãi may tính toán rớt ra bên ngoài. Một mãi may nhỏ nhiệm thôi đã rớt ra ngoài đạo lý, chúng ta không có cho nó. Thì vậy là phút giây đó có thể chúng ta xâm nhập Phật Đạo được. Còn nếu chưa được như vậy thì nó còn xa, chúng ta còn luôn bích lấp bằng tất cả những việc của thế gian này. Nói nên là nếu mà ai có được cái duyên, những người mà xuất gia thì quá đủ duyên để cho mình làm. Người tại gia thì lo chuyện kinh tế này nọ nọ kia, diện cư xử thì có thể là tạm thời tha thứ được. Nhưng mà người tu á, phút nào mà quên tu thì tôi không hiểu phải nói một câu như thế nào. Tại vì rõ ràng là mình đã tuyên bố trước thiên hạ rằng tôi là người tu. Mà tôi đã là người tu rồi thì không có chuyện thứ hai để cái người tu làm, ngoài cái chuyện là phải đào xới bới dở thì sao cho lòi chân lý ra cho mình. Nếu mình còn có một chút thời gian khác để mình tính toán thì không phải trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của người tu là phải sáng tỏ đạo lý, sống trọn vẹn cái cuộc đời mình cho đạo. Nếu mà cuộc đời mình không sống trọn vẹn thì rất là phí uổng. Thời gian cứ trôi qua hoài, chúng ta không nắm giữ lên được. Thời giờ không có đợi người, thời giờ không có thời gian nào đợi chúng ta. Hay là chúng ta đừng có bị mất cơ hội vàng của mình trong đời sống này. Đức Phật bảo Đại Vương, ông thấy sự biến hóa đổi thay không dừng nên biết rằng ông hoại diệt. Vậy chính khi hoại diệt, ông có biết trong thân có cái gì chẳng hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật, thật con chẳng biết. Rồi bây giờ bắt đầu Đức Phật mới gài tới cái chuyện khác. Tất cả chúng ta đều phải thấy cái thân này là hoại diệt thật sự trước đó đi, và chúng ta sẽ chuẩn bị thấy được cái khác, nó không hoại diệt ở nơi thân. Phật bảo, nay tôi chỉ cho ông cái tính chẳng sinh diệt. Đại Vương, khi ông được bao nhiêu tuổi thì ông thấy nước sông Hằng? Vua thưa, con được 30, con được 3 tuổi, mẹ con đã dẫn lễ ra mắt cái thần Kỳ Bà Thiên. Đi ngang qua dòng sông này, khi ấy con đã được thấy nước sông Hằng. Tức là cái nước của dòng sông Hằng ở bên Ấn Độ, nhưng mà vua Ba Tư Nặc thì tới 3 tuổi mới thấy được. Phật bảo Đại Vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi đã già hơn lúc 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, năm tháng, ngày giờ, niệm niệm giờ đổi. Vậy khi ông 30 tuổi thấy sông Hằng này, đến 10, khi ông 3 tuổi đã thấy sông Hằng này, vậy ông đến 13 tuổi, cái thấy nước sông ấy như thế nào? Vua thưa, như khi 3 tuổi rõ ràng không khác, và đến nay con 62 tuổi, cái thấy vẫn không khác. Chúng ta để ý nha, ví dụ như có người tới chùa Long Hương này, hỏi ra tới chùa được mấy năm rồi. Nói vậy con tới lần đầu là cách đây khoảng 4 năm, phải không? Tới lần đầu cách đây 4 năm. Thì vậy là hỏi là cái hồi 4 năm về trước có cái cô hay là chú gì đó tới chùa thấy cái chùa này như thế nào? Nói dạ hồi đó thì con cũng thấy cái chùa như vậy. Và tới giờ này con cũng tới, con cũng thấy chùa như vậy. Cũng nhiều thay đổi quá. Nhiều thay đổi đúng không? Chùa lúc trước thì nó khác, rồi bây giờ nó khác, nó thay đổi rất là nhiều. Những cái quan trọng ở đây Đức Phật hỏi là khi thấy cái đó, tức là cái lúc mà cách đây nhiều năm chúng ta đã thấy cái sự việc đó. Ví dụ như bây giờ cách đây 4 năm trước quý vị tới vẫn thấy một cái tượng Quan Âm phía trước. Và hôm nay 4 năm rồi quý vị bước tới cổng chùa Long Hương là quý vị cũng thấy tượng Quan Âm đó. Thì tượng Quan Âm đó có thay đổi hay là không thay đổi là chuyện đó chúng ta khoan hả đặt ra. Nhưng mà cái thấy tượng Quan Âm của quý vị lúc đó đó, ở đây Đức Phật mới bắt đầu nói tới cái quan trọng mà chúng ta phải để ý nè.
Tức là cuộc đời này thì chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy nhà cửa, thấy xe cộ, thấy trời đất, thấy trăng sao đủ hết. Thì cái chuyện nhà cửa, trời đất, trăng sao là nó thay đổi theo năm tháng thời gian. Chuyện đó chúng ta không bàn. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn hỏi cái thấy trời đất trăng sao của mình, cái đó qua thời gian năm tháng nó có thay đổi hay không? Không. Giống như Đức Phật hỏi Ngài Ba Tư Nặc là thấy cái dòng sông Ni Liên hồi còn 2-3 tuổi, thì bây giờ ông 50-60 tuổi cái thấy nó như thế nào? Thì Ngài Ba Tư Nặc trả lời là cái hồi con 3 tuổi con cũng thấy như vậy, hồi con 10 tuổi cái thấy con thấy sông Hằng cũng chừng ấy, và bây giờ 62 tuổi rồi thì cái thấy dòng sông của con nó vẫn không thay đổi. Tức là ý Đức Phật muốn nói tới cái mình đang thấy, cái mình đang nghe. À, ví dụ như bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại nè, từ hồi sáng giờ quý vị đã tới đây, từ hồi sáng sớm đã bắt đầu nghe pháp, phải không? Từ hồi 7-8 giờ là chúng ta bắt đầu nghe âm thanh rồi, nghe cho tới 9-10 giờ, 11 giờ, 12 giờ cho tới giờ phút này chúng ta vẫn tiếp tục nghe nữa. Thế giờ là âm thanh luôn luôn thay đổi, thời gian luôn luôn thay đổi, nhưng mà cái nghe quý vị có thay đổi không? Cái đó là cái chúng ta phải thấy, phải không? Chúng ta có một cái đang nghe và chúng ta cứ nghe hoài và nó cứ tiếp tục nghe như thế mà không hề thay đổi cái màu sắc hình dáng, không hề thay đổi cái kiểu cách nghe, cứ có âm thanh là nó nghe. Cái này là cái chúng ta để ý, phải không? Cũng như cái thấy của mình. Thấy của mình đôi khi chúng ta già, cái mắt chúng ta mờ, chúng ta thấy rằng chúng ta thấy mờ mờ, thì nó có thể thay đổi là trong cái rõ hoặc là cái không rõ. Cái đó là cái mà của vật chất. Nhưng còn ở đây Đức Phật muốn hỏi chúng ta tất cả những cái thấy biết này nó có thay đổi với thời gian và không gian không? Thì Ngài Ba Tư Nặc trả lời với Đức Phật là hồi nhỏ cũng thấy như vậy, và bây giờ cái thấy đó vẫn còn nguyên như thế, không thay đổi. Để rồi chúng ta tiến sâu vô phần sau. Đức Phật bảo này đại vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi đã già hơn lúc 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, 5 tháng ngày giờ niệm niệm đổi dời, 30 tuổi, 3 tuổi đã thấy sông Hằng, đến 13 tuổi cái thấy nó cũng như thế rồi. Thì Phật bảo này, ông phải tự cảm thương tóc bạc, mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy của ông hiện nay xem thấy sông Hằng cùng với khi xưa còn trẻ xem thấy sông Hằng, cái thấy đó có già, có trẻ chăng? Hay Đức Phật bắt đầu mới khẳng định. Vua Ba Tư Nặc thưa Bạch Thế Tôn, không vậy. Có nghĩa là bây giờ cái thân chúng ta là thay đổi, hồi đó là chúng ta yếu, hồi đó nhỏ, rồi bắt đầu chúng ta mạnh mạnh lên, chúng ta khỏe ra thì chúng ta cũng thấy sông Hằng. Và bây giờ cái người lớn rồi, cái tóc bạc mặt nhăn rồi, tức là về thân xác chúng ta bắt đầu già yếu rồi. Nhưng hỏi cái thấy này nó có bị nhăn không, bị già, bị yếu không? Đó, chúng ta phải từ từ thấy ra cái này. Đó, chúng ta từ từ phải thấy ra cái này. Thì Ngài Ba Tư Nặc trả lời là mặc dù con già nhưng cái thấy biết của con nó vẫn nguyên như vậy, nó không có bị thời gian làm cho nó già đi. Tức là nó không biến đổi bởi thời gian. Từ từ chúng ta phải nghe lý luận kinh Lăng Nghiêm, nó lý luận từng chút, mặc dầu hết sức là bình thường, nhưng mà nếu chúng ta không có trải qua cái kiểu lý luận này thì nó sẽ không thành cái thấy thật của mình. Nên quý vị nghe kinh Lăng Nghiêm là chịu khó, không phải như những bản kinh khác là chúng ta nghe để hiểu đâu, nhưng mà thực sự từng bước, từng cái lối lý luận một là Đức Phật đưa chúng ta từ từ, từng bước trong cái thấy nhìn của mình trở lại. Thì từ trước giờ chúng ta trên cái mặt mà lý luận có thể là chúng ta đã hiểu được cái thấy mình là bất sanh bất diệt. Chúng ta có thể tin rằng chúng ta có cái tự tánh bất sanh bất diệt rồi. Nhưng mà về cái lý luận cơ bản, theo như kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta còn phải cần phải học để chúng ta có cái căn bản lý luận đó. Để khi chúng ta tin một cái điều gì là tin bằng cái quán xét của mình. Chúng ta tin bằng cái soi xét cái nhận định của chính chúng ta, chứ không phải là chúng ta tin hiểu theo cái nhận biết của tâm thức nữa. Phật bảo đại vương, mặt ông tuy nhăn mà tính thấy này chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái chẳng bị nhăn thì không biến đổi. Cái biến đổi thì phải chịu quả diệt, cái chẳng biến đổi kia vốn không sinh diệt, làm sao trong ấy lại nhận chịu cái sinh tử của ông? Mà ông còn dẫn lời của cái bọn Mạc Già Lê kia bảo rằng thân này sau khi chết hoàn toàn mất hẳn. Vua nghe lời ấy tin biết thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên cùng với đại chúng vui mừng nhảy nhót được việc chưa từng có.
Ở đây Đức Phật mới bắt đầu nói là cái thân á, thì nó già, cái mặt thì nó nhăn, nhưng mà cái thấy thì không biến đổi theo cái thân, cũng không già, không nhăn, không thay đổi với thời gian. Và cái không già, không nhăn đó nó không bị hoại diệt bởi thời gian, nó không chịu sinh tử giống như cái thân này. Chúng ta nên hiểu lần lần như đó là cái lối lý luận của Đức Phật. Thì bây giờ cái thấy của chúng ta không chịu sanh tử, cái thân thì chịu sanh tử, nhưng mà cái thấy thì không chịu sanh tử. Giống như bây giờ từ sáng giờ là chúng ta nghe, thì bao nhiêu âm thanh nó thay đổi, nó có, nó mất, nó có, nó mất liên tục trong cái nghe của mình. Nhưng cái nghe chúng ta là không bị thay đổi bởi âm thanh đó, không có, đúng không? Dù cho có nói mấy ngày nay nữa thì chúng ta vẫn nghe rõ ràng như vậy. Cái nghe luôn hiện tiền và rõ ràng mọi âm thanh. Chúng ta phải nhận ra được cái nghe đó ở nơi tai của mình. Và từ sáng giờ chúng ta cũng thấy rất là nhiều việc, cái việc chúng ta thấy và đi qua rồi nó mất, vân vân. Thì tất cả những cái thay đổi nó bị thay đổi bởi thời gian và không gian. Còn cái thấy chúng ta nó không bị thay đổi bởi thời gian và không gian, nó không bị tác động của vật lý mà phải thay đổi. Chúng ta nên hiểu như vậy, để chúng ta hiểu rằng sau khi mà cái thân chúng ta hoại thì cái thấy này, cái nghe này nó vẫn còn. Đầu tiên Đức Phật muốn cho chúng ta phải tin như thế. Thì vậy là lúc đó vua Ba Tư Nạc rất là mừng, tức là sau khi cái thân này chết rồi vẫn còn cái gì đó chứ không có mất. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật, chắp tay quỳ bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này hẳn là không sinh diệt, tại sao Đức Thế Tôn gọi bọn chúng con sót mất chân tín, làm việc điên đảo, cúi mong Đức Thế Tôn giấy lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con? Bây giờ là trong kinh Đức Phật nói là mình là cái gì? Là cái người mà điên đảo rồi làm bỏ mất cái chân tín. Giống như ngài A Nan, chúng ta phải thắc mắc giống như ngài A Nan vậy. Tức là nếu mà Phật nói là con có cái thấy không sanh không diệt nè, con có cái nghe bất sanh bất diệt nè, nhưng mà lý do nào mà Đức Phật lại nói con bỏ sót mất trên tới chân tín làm việc điên đảo? Tức là đã nó đã không sanh diệt rồi thì làm gì nó cũng đâu sanh diệt đâu. Thì cái chân tín nó không sanh diệt thì làm gì nó cũng còn hoài. Mà vì sao Đức Phật lại nói chúng con là điên đảo? Thì khi ấy Đức Phật đã bắt đầu có những cái điều để hướng dẫn chúng ta tiếp theo. Liền khi ấy Đức Như Lai buông xuôi cánh tay sắt vàng, năm ngón chỉ xuống đất, bảo A Nan rằng: Nay ông thấy cánh tay mẫu Đà La của tôi là xuôi hay ngược? Ông A Nan thưa: Chúng sinh trong thế gian cho đây là ngược, riêng con chẳng biết cái nào là xuôi, cái nào là ngược. A Nan quá kinh nghiệm rồi. Trước trả lời thẳng gần như cái việc gì cũng bị vẽ. Thì bây giờ đó là ngài nói, nó là theo cái nhìn của chúng sanh đó, khi cái tay của Đức Phật để xuống như vậy nó là ngược, thì con là con không biết nó ngược hay xuôi nữa, đó là cái thấy của chúng sanh chứ không phải thấy của con. Tức là bắt đầu thấy chạy tội. Hồi trước trả lời là răm rắp mỗi cái, nhưng bây giờ là biết rồi. Thế này chứng tỏ là A Nan rất là thông minh quý vị thấy. Phật bảo ông A Nan: Nếu mà người thế gian cho đây là ngược, vậy họ cho như thế nào là xuôi? A Nan thưa: Đức Như Lai dựng cánh tay Đổ La Miên lên, ngón tay chỉ lên hư không, thì đó gọi là xuôi. Tức là nếu mà tay đưa xuống á, thì coi như là ngược, mà tay đưa thẳng lên trời thì coi như là xuôi. Phật liền dựng cánh tay lên bảo ông A Nan: Cái điên đảo là như thế, chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau mà các người trong thế gian cả bọn đều xem thấy thế ấy. Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các Đức Như Lai so sánh để phát minh. Thân Như Lai gọi là chính biến tri, thân của các ông gọi là tính điên đảo. Ông nên xét kỹ thân ông và thân Phật, cái danh từ điên đảo ấy ở chỗ nào gọi là điên đảo? Tức là ở đây Đức Phật nói là cái thân của mình thì mình gọi là cái thân điên đảo, còn cái thân Đức Phật á, gọi là cái thân chánh biến tri. Thì bây giờ chúng ta phải tự suy nghĩ coi như thế nào gọi là cái thân điên đảo và như thế nào gọi là cái thân chánh biến tri. Tức là bắt chúng ta, Đức Phật bắt chúng ta phải suy nghĩ, bắt ngã năng phải suy nghĩ như vậy để bắt đầu đi vào cái lý luận sắp tới. Thì khi này Đức Phật á, khi ấy ông A Nan và cả đại chúng sửng sốt nhìn Phật không nháy mắt, chẳng biết nơi thân tâm này cái điên đảo ở chỗ nào. Phật khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng, phát ra tiếng hải triều bảo khắp hội chúng rằng: Này các thiện nam tử, tôi thường nói sắc thân, các duyên và các tâm sở
sở xử cùng các pháp sở duyên đều do tâm hiện. Thân ông, tâm ông đều là vật ở trong chân tâm diệu minh hiện ra. Tại sao các ông lại bỏ sót mất tâm tính vốn nhiệm màu sáng suốt ấy? Minh tâm, bảo minh diệu tính, bản diệu, viên diệu minh tâm, bảo minh diệu tính mà nhận cái mê ở trong cái ngộ. Mờ tối thành có hư không, trong cái hư không mờ tối ấy, hết cái mờ tối làm sắc, sắc xen tạp với vọng tưởng, lấy cái tướng của vọng tưởng làm thân, nhóm các duyên dao động bên trong, dông rủi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính. Một khi mê chấp làm tâm tính thì quyết định lầm cho tâm ở trong thân, chẳng biết sắc thân cho tới núi sông hư không và thế giới bên ngoài đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. Thí như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một bọt nổi cho là nước toàn có bể cả. Các ông tức là một nhóm người trong mê, như trong cánh tay của tôi rủ xuống không khác, Như Lai nói là đáng thương xót vậy. Cái đoạn này ở phía sau nó lý luận rất là chặt, rất là tuyệt vời. Đoạn trước thì chúng ta thấy nó bình thường phải không? Tức là khi Ngài A Nan trả lời, khi Đức Phật đặt câu hỏi thì A Nan và đại chúng sửng sốt, bắt đầu bây giờ không hiểu cái gì là điên đảo nơi mình. Thì Đức Phật mới bắt đầu giải thích là tất cả những cái sắc và cái tâm, các duyên và các tâm sở của chúng ta, các cái pháp sở duyên đều do tâm chúng ta mà hiện. Ví dụ các pháp sở duyên là cái gì? Nhân từ hơi chuyên môn. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái bàn, thì cái bàn là cái pháp sở, tức là cái pháp ở bên ngoài của chúng ta, nó duyên nơi cái thấy và cái thức phân biệt chúng ta, nó bắt đầu nó mới ra cái bàn. Chứ nếu bây giờ chúng ta thấy trước mắt là cái bàn này đi, nhưng mà nếu ngay cái thấy đó đó mà chúng ta chưa có cái phân biệt nó là cái bàn á, chứ là chưa khởi niệm lên nó là cái bàn, thì nó là cái gì trước mắt chúng ta? Nó chỉ là một cái vật hiện hữu mà chưa có danh cái bàn, đúng không? Thì vậy chúng ta chưa có tâm thấy biết như vậy mà chưa thành hình cái gì hết. Giống như bây giờ chúng ta chỉ nhìn người bạn mà chúng ta chưa hề biết tên họ, thì họ là người lạ với mình, phải không? Giống như ví dụ như bây giờ chúng ta đi chợ á, và đi tự dưng ai thả chúng ta vào một cái đất nước rất là xa lạ, mà hoàn toàn những người đó, những cái sự sinh hoạt đó chúng ta hoàn toàn không biết gì, chúng ta đi qua mọi cái đều không biết gì hết. Khi về nhà hỏi chúng ta có biết gì không, mình biết không? Không biết họ làm gì nữa, không biết người đó là ai. Tức là mỗi cái sinh hoạt với chúng ta nó chưa có danh từ. Nhưng rồi bây giờ chúng ta cho biết là cái người bận áo đỏ đó là cái người tu, người bận áo đen đó là một người đời, ví dụ vậy. Thì bắt đầu trong đầu chúng ta có khái niệm, thì tới đó gặp người bận áo đỏ đó là người tu, để tới đó gặp người bận áo đen đó là người đời. Thì vậy là các pháp sở duyên từ tâm chúng ta mà biến hiện. Nếu như chúng ta đi trên xe, chúng ta thử chạy xe nhanh, thật là nhanh, từ nhà cho tới chùa, thì trên đường đi chúng ta có thấy không? Thấy rất là nhiều cảnh duyên hai bên đường, đúng không? Nhưng mà về tới chùa rồi, nhưng mà hỏi là hồi nãy đi trên đường thấy gì không? Không thấy gì hết đó. Xe chạy nhanh quá, thấy hết chứ không phải là chúng ta không thấy đâu. Nhưng mà chúng ta không sanh tâm nơi cái thấy đó, cho nên rồi khi về là mọi chuyện nó mất với mình. Nhưng mà nếu như trên đường chúng ta đi gặp một tai nạn là chúng ta nhớ liền, đúng không? Đi hàng trăm cây số nhưng chỉ có một tai nạn xe cộ thôi là chúng ta về chúng ta nhắc rồi. Vậy nhớ cái gì trước? Nhớ là tôi đi tới đoạn đường đó là có gặp tai nạn xe cộ, ví dụ vậy. Đó, thì vậy là cái tai nạn xe cộ chúng ta để tâm lại, chúng ta quan tâm tới cái việc mà xe hai xe đụng nhau, rồi chiếc xe nào hư nhiều, chiếc xe nào hư ít, rồi trong đó có mấy người bị thương, vân vân. Chúng ta quan tâm nó nhiều hơn. Vậy vậy là chức là chúng ta sanh tâm lên tất cả các pháp, thì cái cảnh sở duyên do tâm chúng ta mà hiện. Tức là cái cảnh bên ngoài sở dĩ nó hiện là do tâm chúng ta, cho nên nó thành cái hình bóng và âm thanh trong đầu của chúng ta liền. Còn nếu mà tất cả mọi cái mà mình thấy không do tâm, cái tâm chúng ta không có chấp nhận hoặc là lấy bỏ, thì nó mất. Thấy mà nó mất, không còn. Chúng ta nghe và nó mất, không còn. Ví dụ như từ trước đến sáng giờ mà nếu chúng ta nghe thật là trong sáng rõ ràng thì không có gì dính lại. Nhưng mà có những cái đoạn chúng ta thích, cái nó dính lại trong tâm chúng ta, thì về chúng ta sẽ nhớ lại ở cái lời nói đó, chúng ta nghe chúng ta chấp nhận được. Lời nói đó mình thấy vui, lời nói đó mình thấy thích, thì tự động cái đó nó sẽ nhớ dai với mình. Tức là cái cảnh sở duyên đó do tâm chúng ta mà nó bắt đầu nó hiện thì nó sẽ tồn tại nơi tâm của mình.
Bây giờ mình nó là hiện trước mắt mình, nó là cái bàn hiện trước mắt mình bông. Nhưng mà thật sự nếu mình không nói tới cái bàn mình bông, tới đây cái mình lễ Phật, mình nghe Pháp, mình ngồi đó mình cũng thấy như vậy á. Như vậy nhà mình không lưu ý, hỏi trên cái bàn thầy giảng có cái gì, nó là hoàn toàn không thấy gì. Tôi dòm lên tôi thấy cái mặt của thầy giảng thôi, nhưng mà dưới bàn nó có cái micro, nó có thêm cái đồng hồ, chúng ta không thấy, không để ý. Chứ không phải là mình không thấy, nhưng mà cái tâm chúng ta không duyên nơi đó, cái cảnh sở duyên nó mới hiện thành tâm của chúng ta. Còn nếu mà đối cảnh mà cái tâm chúng ta không có duyên tới thì cảnh đó liền thành không. Và cái ý của đoạn này Đức Phật muốn nói như vậy, để lần lần chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái hiện thành tâm của mình đều là do căn chúng ta tiếp xúc với trần. Chúng ta có một lần thấy cái gì rồi và chính chúng ta đã chấp nhận hay lấy bỏ thì nó mới thành chuyện với mình. Còn căn trần chạm nhau là không có lỗi, cái lỗi là chúng ta lấy hay là bỏ đó. Nhưng mà thân ông cũng như tâm ông đều là vật ở trong chân tâm diệu minh. Nhà Đức Phật bắt đầu nói nè, hiện ra có nghĩa là tất cả những cái mà chúng ta thấy nghe ở đây, cái thân của mình và cái tâm của mình, thân này nói từ trong chân tâm hiện ra thì mình tin không? Không tin đúng không? Tức là bây giờ thân này rõ ràng là cha mẹ tôi sanh mà, trong chân tâm nào hiện đâu. Cái vật chất ví dụ như chúng ta thấy một cái cọng hoa từ dưới đất mọc lên, rồi nó mọc từ đất mà nó mọc từ cái hạt mầm nó nảy nở, rồi nó bắt đầu nó mọc thành hoa, nó mọc thành thân, rồi thân nó trổ thành hoa, chứ là nói từ chân tâm hiện mình tin không? Không tin được. Cái tâm chúng ta có thể nói là từ cái chân tâm hiện ra thì chúng ta tin được, nhưng mà nói vật chất là từ chân tâm hiện ra chúng ta tin không nổi. Hồi xưa chúng tôi cũng ở trong tình trạng này, tức là cái đầu mình phải lý luận theo cái kiểu khoa học á, thì cái vật chất là từ vật chất sanh, chứ tại sao nó vật chất từ tâm sanh, ai tin nổi. Khó tin điều này lắm chứ không phải chơi. Nhưng mà càng tu lâu rồi chúng ta thấy rõ ràng là mọi cái đúng là từ tâm sanh. Ví dụ như cái nhà mình nói từ tâm sanh đúng không, người ta sẽ cãi, người ta nói là rõ ràng tôi thấy cái nhà này thì hồi làm là thợ mộc nó làm, thợ mộc ở thợ hộ làm, mà thợ hộ làm thì lấy xi măng rồi lấy gạch lấy cát lấy đá sanh thành cái nhà, chứ tâm nào mà sanh cái nhà này. Nhưng mà cục gạch từ đâu ra, có phải từ con người làm không? Xi măng có phải từ con người làm không? Cũng từ tâm con người nó sản xuất. Nếu mà không có sự hiểu biết về cục gạch thì người ta có thể sản xuất rồi cục gạch không? Không được. Tức là từ một cái tâm nào đó nó mới làm thành cục gạch, từ cái tâm nào đó mới làm thành viên xi măng, từ cái tâm nào đó mới có được hạt cát vân vân. Đó là nói mà cái chuyện là tâm chúng ta phát khởi để làm vật chất. Còn lần này bây giờ mình nói Đức Phật lại đánh thẳng nơi cái thân của mình là cha mẹ sanh ra, rõ ràng mình biết chắc là cha mẹ sanh ra từ cái tế bào nhỏ nhiệm cha mẹ mình nuôi mình lớn 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 lên mỗi ngày. Bây giờ mình nói là từ tâm sanh ra thì mình chấp nhận nổi không? Hơi bị khó đúng không? Rất khó chấp nhận điều này. Lý do mà chúng tôi đã nói thoáng qua một số bản kinh khác là chúng ta cứ hiểu cái tự tánh của mình là bất động. Do chúng ta hiểu tự tánh của mình là bất động cho nên chúng ta không thấy nổi cái vận hành của pháp giới tánh hay sanh ra môn pháp này, chúng ta hoàn toàn không thấy nổi. Chứ nếu như chúng ta nhận cái tự tánh mình là một cái năng lực sống của vũ trụ này thì chúng ta sẽ hiểu được là cái thân chúng ta là rõ ràng từ tự tánh sanh. Giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy cái như quý vị có bao giờ nhìn thấy cái gì cho nó dễ thấy nhất là chúng ta hay làm mà là từ cái bột mì mà biến thành mì căng á, không? Lúc đầu nó chỉ là bột thôi, chúng ta nhồi nhiều, chúng ta nặn nhiều, chúng ta xào nháo nhiều, chúng ta lọc tới lọc lui thì nó mới thành cái dạng mì căng. Thì bây giờ mình nói mì căng từ tâm sanh, nếu thể nói là cái sức mình làm thì mình có thể tin được, tạm thời có thể tin được. Nhưng mà đó là kèm theo cái lực tác động của mình. Nó có những cái ví dụ như mình nói là cái bàn, không, mình nói cái bàn thì nó đã có một lực tác động rồi. Mình nói cái hạt cát đi, hạt cát giữa cái hư không này nói là tâm sanh, chúng ta chịu hồi đó không? Chúng ta chấp nhận không? Không thể chấp nhận được đúng không? Nhưng bây giờ nói từ đâu thì khoa học nó sẽ phân tích rằng hạt cát từ bao nhiêu cái nguyên tử,
bao nhiêu cái nguyên tử là nó xuất phát từ những cái phân tử, từ những phân tử nó bắt đầu từ những nguyên tố, từ nguyên tố này nó kết hợp với nguyên tố kia để hình thành một phản ứng hóa học. Nhưng mà từ đâu có những nguyên tố này, từ đâu xảy ra cái phản ứng hóa học? Nếu chúng ta tùy cứu để nó có ra hạt cát. Nếu mà không có cái vận hành của năng lực nào đó thì cái hạt cát này chạm hạt cát kia, cái phân tử, cái nguyên tố này đi đến nguyên tố kia không? Không có. Và còn không thể sản xuất ra được cái nguyên tố thì không thể có tới được một phân tử. Nếu không có một sự vận hành nào đó thì vận hành đó chính là cái pháp giới tánh toàn chân của chúng ta. Chúng tôi nói là cái vận hành của pháp giới tánh nó quá nhanh đi, khiến chúng ta thấy nó bất động. Nếu không có cái vận hành là không có sự sống nha. Giống như quả đất chúng ta không quay là không có ai sống trên quả địa cầu này hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy quả đất chúng ta quay quanh mặt trời, phải không? Quay quanh một chu kỳ, một vòng mặt trời là hết một năm. Mình ngồi đây mình thấy nó bất động, đâu nhúc nhích gì đâu. Nếu một người không có kiến thức khoa học sẽ thấy rằng quả đất chúng ta đang bất động, đúng không? Nhưng mà các nhà khoa học nói quả đất mình đang quay thì mấy người nông dân không có kiến thức khoa học cãi không? Cái lần tôi đang đứng đây tôi thấy nhúc nhích đâu nó quả đất quay. Không, chúng ta đang ngồi đây, nhà chúng ta đang đứng, mình cái nhà, cái nóc nhà vẫn ở trên mà cái nền nhà vẫn ở dưới, mình đang ngồi mà quay gì? Chúng ta không thể tin được điều này nếu chúng ta không có kiến thức khoa học. Cũng như những người tu của chúng ta mà tu không đến thì khi nghe là bây giờ mình tu mình phải đạt được cái định, định bất động, tức là tâm thức chúng ta khóa chặt bất động như vậy thì mới hy vọng là chúng ta ngộ tánh. Và rồi cứ tưởng thêm một lớp nữa là cái tánh đó là cái gì nữa, bất động, nó không sanh sôi nảy nở được cái gì, cho nên nó tự tánh cũng chẳng có cái giá trị gì cả. Tự tánh chỉ là một cái gì nó bất động, nó khô chết, chứ không phải là một sức sống. Chúng ta đang hiểu lầm. Mà chúng tôi nói là cái vận hành của tự tánh nó nhanh bằng 1 tỷ lũy thừa tỷ của vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là 300 km/s, nhưng nó vẫn chậm hơn 1/1 tỷ lũy thừa tỷ của vận tốc ánh sáng ở vận tốc của tự tánh. Vận tốc tự tánh nó rất là nhanh. Cái pháp giới tánh đang vận hành một cái tốc độ cực nhanh mà cho tới chúng tôi biết 1000 năm sau khoa học cũng không đủ sức để mà có thể đo được cái vận hành này. Không đủ sức. Khoa học bây giờ nó đo được cái dao động của phân tử kim cương mà hồi trước mình có một lần giảng nói đó. Chúng ta thấy một vật chất rắn chắc như kim cương á, và khoa học bây giờ họ đã phát hiện rồi, tức là họ đưa vô một cái loại máy để họ đo cái mức dao động phân tử của nó thì nó bằng 10^10 của vận tốc ánh sáng. Cho nên nó kết luận vật chất là chân không rồi. Tức là khoa học đã tiến tới cái mức đã thấy được vật chất là chân không, tức là thấy được cái dao động của một vật chất cứng. Mình nhìn với mắt bình thường mà nói cái viên kim cương là nó bất động, đúng không? Chúng ta thấy viên kim cương là một cái gì nó bất hoại, nó lâu hư hơn là vàng. Vàng là một cái gì nó bất hoại, nó lâu hư hơn là sắt, ví dụ vậy. Thì như vậy là một cái vật cứng ngắc. Theo cái thấy nhìn của một người mà chưa có nghiên cứu khoa học thì họ thấy đó là một vật bền bỉ và bất động. Nhưng mà bây giờ khoa học đã nhận biết được cái dao động bằng 10^10 của vận tốc ánh sáng rồi. Tức là vật chất càng rắn chắc chừng nào thì cái dao động phân tử càng nhanh chừng đó. Ví dụ như nước thì dao động phân tử của hydro và oxy rất là chậm thì nó thành chất lỏng. Và cái dao động chậm hơn nữa ngoài không khí thì chúng ta mới thấy rằng từng hạt bụi dao động chậm, mắt thường chúng ta thấy được. Nhưng mà nếu mà nó dao động nhanh một chút để nó thành nước là chúng ta không thấy. Thành nước là cái dao động phân tử chúng ta đã hết thấy bằng mắt thường, phải dùng máy móc chúng ta mới thấy là cái phân tử của nước nó dao động. Và khi nó tất cả những phân tử mà nó kết thành một cái cây hay là một cái gì đó thì nó dao động nhanh chút nữa là chúng ta không thấy được. Đó thì như vậy là cái vận hành của vận tốc, cái tốc độ vận hành nhanh khiến cho những người chỉ thực sự định sâu, vượt qua vật chất hết toàn diện thì người đó mới có thể cảm nhận được cái vận hành của pháp giới tánh này. Mới biết rằng nếu không có pháp giới tánh này thì toàn cái vũ trụ mênh mông này xáo nhào hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là đã trải qua hàng triệu năm rồi thì trái đất vẫn tiếp tục quay quanh mặt trời, phải không? Tại sao không bắt mặt trời quay quanh trái đất đi thì sao trái đất quay quanh mặt trời làm chi vậy? Chuyện đó là chuyện gì xảy ra, ai sắp xếp à, cái gì làm? Nhưng mà chúng ta không, bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi đó đâu. Chúng ta thấy tất cả những hành tinh đều nó có một cái khoảng cách với nhau nhất định. Cái đó Tichinowa nói là trật tự thể của vũ trụ. Cái trật tự thể nó sắp xếp cả vũ trụ này hết sức là trật tự,
thấy con người chúng ta như vậy nhưng hết sức trật tự, hết sức là trật tự, không có cái gì xáo trộn cả. Nếu mà chúng ta nhận ra được một cái điều gì đó thì mới thấy rõ ràng là mọi chuyện đều hết sức là trật tự, nó thứ tự từng cái mà ngoài tất cả những tâm tưởng của mình, chỉ là nó có một cái sự sắp xếp của ai thì chúng ta không biết, nhưng mà làm cho khắp cái vũ trụ này, từ trời đất trăng sao mênh mông này, từ cái dải ngân hà chúng ta cho tới nhải thiên hà cho tới tinh hà, những hành tinh, những hằng tinh kia đều được một sự điều động nhất định nào đó. Đó là điều động của pháp giới tánh. Pháp giới tánh nó đã đủ sức để điều động tất cả những hành tinh, những hằng tinh, những dải thiên hà, những dải ngân hà đó, thì nó đủ sức để điều động đời sống của tất cả chúng sanh trong pháp giới này. Và nếu ai có quyền để điều động mọi cái, tức là giống như mẹ mà sanh con thì nó có quyền biểu con mình đi đây, biểu con mình đi kia, đúng không? Tức người mẹ có quyền với con của mình. Thì mọi cái trong vũ trụ này nếu mà sắp đặt được là có một cái lực nào đó người ta mới sắp đặt được cái này. Tức cái lực đó là cái lực phát sanh tất cả mọi cái. Nếu không có vận hành pháp giới tánh thì hoàn toàn không có cái sự sanh sôi gì trong vũ trụ mênh mông này cả. Nếu không có sự vận hành đó, nếu pháp giới tánh là đứng lặng thực sự theo cái tưởng của mình, theo cái tưởng của tất cả những người tu, là khi nhập định tuyệt đối bất động tại chỗ thì tánh mới hiện ra. Và khi cái tánh hiện ra thì cái tánh nó cũng bất động như cái định bất động của mình, là chúng ta đang hiểu lầm, không đúng. Chỉ có cái câu gần gũi nhất ở trong kinh Kim Cang là vô sở trụ, tức là cái tự tánh chúng ta vô trụ, thực sự vô trụ tánh, vô trụ tướng. Cái sự vận hành không dừng tụ đó mới sản sinh ra tất cả những sự sống mênh mông trong trần gian này, chứ không phải là cái bất động. Bất động không sanh được cái gì hết, mà đó là một sự vận hành mênh mông, là một sức sống của toàn vũ trụ này, toàn vũ trụ mênh mông này, toàn cái hư không này, là toàn một sự sống được thể hiện. Chứ không phải hư không mênh mông này là không có cái gì, nó đang vận hành để nó tạo ra hàng tỷ tỷ một cái sự sống trước mắt chúng ta, chung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, ở phía trước phía sau, đều được cái sự vận hành của pháp giới tánh để chuẩn bị sanh sôi nảy nở một điều gì đó, chứ không có cái gì dừng trụ cả. Chúng ta tưởng tượng mà mình múc một thao nước á, cái mình thọc tay vào trong mình quậy, phải không? Quậy thành một vòng tròn, hồi cái mình thấy dòng nước nó luôn xoắn thành cái vòng tròn như thế này, để nó thành cái gì đó. Thì vậy là cái vận hành của pháp giới tánh chúng ta đang vận hành để chuyển tải tất cả những cái hành tinh, những hành tinh, những cái tinh hà trong vũ trụ mênh mông này chuyển theo một cái dòng nhất định nào đó, để nó đi đến từ cái không nó đã thành có, từ có nó hưng thịnh rồi bắt đầu nó tan rụi rồi dựng lại để cho nó trở thành cái mới. Thì cái pháp giới tánh luôn luôn làm như vậy đối với vũ trụ này, đối với con người chúng ta. Thành ra từ thân cho tới tâm chúng ta phải hiểu, ban đầu chúng ta phải hiểu cái kiểu như Đức Phật nói đây là tất cả mọi cái, theo cái từ mà bình thường là đều từ tự tánh sanh. Đều từ tự tánh sanh. Không có tự tánh thì không có đời sống này. Không có tự tánh thì không có cái vũ trụ mênh mông này. Không có cái hành tinh để chúng ta đang sống. Không có tự tánh thì mặt trăng không thể, ở trái đất chúng ta không thể quay quanh mặt trời được. Không thể được. Không có cái gì đó để điều động thì vũ trụ này nó không có trật tự như thế đâu. Tại sao trái đất chúng ta không có đâm thẳng vào mặt trời rồi quay vòng vòng gì vậy? Nó sao kỳ vậy? Ai điều động vậy? Có một cái gì đó. Chứ đừng nói là cái lực của pháp giới tự tệ tánh không có. Cho nên có nhiều người nói là khi ngộ, tại sao mà mỗi người đều có một cái câu hỏi, mình đặt câu hỏi rất là ngây ngô á. À, mỗi người đều có cái tự tánh, có năng lực như thế, tại sao phải cuốn chúng sanh đi vào sanh tử khổ đau hoài? Đúng không? Chúng ta có đặt những câu hỏi hết sức ngây ngô cái kiểu này. Nhưng lần 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 sau trâu chúng ta sẽ hiểu tại sao mà chúng ta phải bị sanh tử như vậy. Sanh tử này, nếu mà nói theo một cái từ, theo một cái chiều hướng khác, thì chúng ta đang đi trong sanh tử không phải là xấu. Chưa dám nói là tốt, nhưng mà rõ ràng nó không phải là xấu đâu. Cứ đi sanh tử để mới có thể thu hoạch được hết tất cả những cái gì trong sanh tử này. Một ông Phật mà không có từng đi trong sanh tử thì Đức Phật nó không thể thành Phật được. Ai sanh ra tự động thành Phật không đi trong sanh tử nữa, không có đâu. Không có Đức Phật tự nhiên như thế. Cho nên là tất cả những cái cảnh giới, những cái cõi giới là chúng ta phải trải qua và phải học, phải hiểu hết. Do đó trong giai đoạn mà mình còn đang là phàm phu thì mình đang học ở cái lớp phàm phu này. Cho tới nếu mà chúng ta tu thêm một bậc nữa thì chúng ta học cái lớp kế. Và nếu như từ cái phàm phu này mà chúng ta tuột xuống cấp thấp hơn thì chúng ta đang học ở lớp đó. Lớp đó chúng ta chưa tốt nghiệp cho nên quay lại học tiếp. Vậy mà giữa dòng đời này tất cả mọi cái mà chúng ta không học xong thì chúng ta không tốt nghiệp. Nên chúng ta đừng tránh né, nên chạm trán để học hỏi hết mọi cái.
học hỏi hết để chúng ta mới hiểu ra được, trí huệ chúng ta mới tròn đầy. Ở đây là Đức Phật gọi chúng ta là tất cả mọi cái đều từ cái tự tánh nó sanh rồi, nhưng mà mình không hiểu cho nên mình bỏ qua. Mình cứ thấy là cái vật này là vật này, chứ mình không hiểu cái vật này là từ đâu sanh ra. Ví dụ như người giỏi một chút thì thấy cái đồng hồ này lo do cái nhà sản xuất, cái người giỏi một chút nó thấy đồng hồ nó lại từ đâu, ví dụ như ta sẽ nhìn thấy ra được. Giống như một người có cái hiểu biết đúng, họ nhìn một cái cành cây, một ngọn cỏ là họ biết cành cây ngọn cỏ nó mọc lên từ đất, phải không? Nó hút được nước, nó hút được dưỡng khí trong hư không, nó hấp thu được ánh nắng mặt trời, nó sẽ nhận được cái ánh trăng vàng qua đêm, ví dụ vậy. Thì người ta sẽ thấy hết trời đất trăng sao trên một cọng cỏ đó. Như mình thì mình thấy nó là cọng cỏ thôi, mình thấy đơn giản nó chỉ là cọng cỏ đó. Thì như vậy là tất cả mọi vật mọi việc này nó không đơn giản tự dưng mà có, nó có xuất phát từ một năng lực nào đó mà mình thì mình không hiểu ra. Cho nên tất cả những cái điều có mặt trong trần gian này hết sức là vi diệu, dù đó là một cọng cỏ. Chúng ta phải thấy sự quyền diệu của mọi vật mọi việc thì lúc đó chúng ta mới thấy ra vấn đề. Còn chúng ta thấy cái hạt cát là một hạt cát quá bình thường, chúng ta đang dẫm dưới chân chúng ta đi, thì rõ ràng là cái thấy nông cạn. Chúng ta không có đủ cái trí tuệ để thấy được cái sự quyền diệu trong một hạt cát, chúng ta chưa thấy biết hết đạo lý. Nên ở đây là Đức Phật gọi chúng ta là mỗi người thấy biết điên đảo, tức là chúng ta chỉ lầm nhận trên cái sự tướng của cái thân hoặc là cái tâm đang hiện hữu này thôi, mà chúng ta không biết được là cái thân cái tâm này nó xuất phát từ cái chân tánh diệu minh kia. Chúng ta không hiểu cho nên Đức Phật gọi mình là điên đảo. Rồi ở đây Đức Phật ví dụ, tức là đây là một cái đoạn lý luận hết sức là khúc chiết, mà nếu chúng ta đọc lơ mơ chúng ta sẽ không hiểu nổi cái ý này. Đức Phật nói cái câu thứ nhất là mờ tối thành có hư không. Vậy là hư không chúng ta là tối hay là sáng? Tối nha. Chúng ta đọc tới câu này chúng ta mới hiểu là hư không mình là tối nè. Mờ tối là hư không. Thực sự trong hư không này nếu không có đèn và không có nắng mặt trời thì nó sáng hay nó tối? Tối liền. Vậy là hư không từ lâu nay mình tưởng nó sáng sáng, nhưng mà thực sự nó là tối. Tối, không có mặt trời mọc, không có mặt trăng mọc và cũng không có đèn thì là tối hù, lúc nào chúng ta cũng thấy là tối thui luôn đó, chứ không phải là hư không này là sáng. Nên biết cái điều này nha. Từ xưa giờ mình tưởng là hư không sao? Rồi giờ mình nghĩ là hư không tối không? Cũng có đúng không? Tại mình thấy mặt trời mọc ban ngày thì hư không sáng, tối mình ngủ là về đêm, như là cứ trả đêm lẫn ngày. Tức là chúng ta thấy rõ ràng phải không? Khi mà mặt trời qua bên kia nửa vòng trái đất á thì chúng ta bị tối, tức là lúc đó không có mặt trời chúng ta bị tối, thì lúc đó chúng ta cần đèn để chúng ta sáng. Nhưng mà nếu mà khi mặt trời qua bên kia nửa vòng trái đất rồi chúng ta tắt đèn luôn cái nữa là tối thui liền. Nghĩa là trong cái khoảng không gian mà không có mặt trời soi chiếu thì không gian đó thành tối. Nên chúng ta hiểu tiếp được điều này nữa. Thế từ xưa giờ mình tưởng hư không là sáng thì không phải. Trong cái hư không mờ tối ấy kết cái mờ tối để làm sắc, sắc xen tạp với vọng tưởng, lấy cái tướng của vọng tưởng làm thân. Cái lý luận này hơi khó hiểu nè, phải không? Tức là trong cái hư không mờ tối kia kết cái mờ tối để làm thành sắc, và cái sắc xen tạp cùng với vọng tưởng, rồi lấy cái tướng của vọng tưởng làm thân. Khó hiểu vô cùng. Tức là ở đây Đức Phật nói là cái hư không, tức là cái chỗ mù tối của hư không đó, bây giờ trong cái chỗ mù tối hư không đó nó kết nối với cái mờ tối để làm cái sắc. Cái hư không kết nối với cái mờ tối làm sắc, và cái sắc đó nó xen tạp với vọng tưởng, rồi mình thấy cái tướng của vọng tưởng nó làm thành thân của mình. Thì giống cái lối lý luận của 12 nhân duyên là gì? Thì cái vô minh là cái đen tối, vô minh với duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Tức là từ cái vận hành, vận hành mà trong cái khoảng tối tâm đó, vô minh duyên hành thì lúc đó vẫn còn tiếp tục mù tối, thì sẽ sanh ra một cái thức phân biệt. Cái thức phân biệt đó bắt đầu nó có danh sắc, là bắt đầu có hình tướng của con người. Cái này Đức Phật lấy lý luận giống như cái kiểu 12 nhân duyên đó. Tức là chỗ mờ tối hư không kết hợp với vọng tưởng mới thành thân. Đây nói vắn tắt hơn lý luận của 12 nhân duyên. Thì từ cái mù mịt không có rõ biết, thì kết nối với cái hư không không có hình sắc, tức là giữa hư không này là không có hình sắc gì, rồi nó kết nối với cái mù mịt đó và có thêm vọng tưởng mới ra được một cái thân của mình.
Cái này hơi bị khó thông cảm không? Khó thông cảm vô cùng. Ví dụ một cái thân, rõ ràng là cái thân chúng ta là đã có cái vọng tưởng. Đức Phật nói tắt ngang cái chỗ vọng tưởng này khiến chúng ta hơi bị mù mờ, khó hiểu. Mình thấy rõ ràng là khi có cái thân là có hình sắc. Hình sắc là trong 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 thập nhị nhân duyên gọi là cái danh sắc. Nó chỉ là cái danh sắc thôi chứ nó chưa có thành thân rõ ràng. Mới là cái thức chấp nhận mình có cái giả ngã ban đầu. Mình phải nói như thế nào để chúng ta thấy rõ được điều này. Tức là cái hư không này là cái khoảng không trống, không có gì hết á. Khoảng không trống không có gì hết. Chúng ta nên hiểu cái khoảng hư không này là coi như là không trống, không có gì. Và là chỗ thực sự tối tâm, không có gì hết. Thì cái tối tâm nó kết hợp với cái không này trước cái đã. Đức Phật nói cái đó là cái thứ nhất á. Tức là cái khoảng không này kết hợp với cái tối tâm mù mịt kia. Đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai Đức Phật nói là cái tối tâm mù mịt đó nó kết hợp với vọng tưởng. Rồi mới lấy cái tướng của mấy cái kết hợp đó mới thành cái thân. Đó là ba bước mà Đức Phật trí luận ở đây. Tức là từ cái bào thai, từ cái tử cung của bà mẹ là một cái khoảng tâm tối thực sự. Cái khoảng rỗng đó chưa có cái gì, phải không? Thì mới kết hợp với cái mù mờ, cái dục tâm của nam nữ là cái mù tối đó. Thì kèm theo cái vọng tưởng, cái dục khởi của hai người nó mới hình thành cái thai nhi. Chúng ta có thể hiểu tạm tạm theo cái kiểu vật chất đó, Tức là cái nếu mà không có hư không thì chúng ta không có để cái này qua đây được. Tại vì do cái hư không chúng ta mới dựng lập nên hình sắc. Cái khoảng hư không rỗng đó, nếu mà không có hư không rỗng chúng ta không cất được cái nhà. Do cái hư không rỗng đó chúng ta mới cất được cái gì đó. Thì cái rỗng đó, nhưng mà cái rỗng đó nó lại kết hợp với cái tối tâm mù mịt không có phân biệt rõ ràng. Và trong cái tối tâm mù mịt không phân biệt rõ ràng đó, nó kết hợp với cái vọng tưởng của mình, nó mới hình thành cái sắc thân này. Đó là cái lối lý luận của Đức Phật ở cái đoạn kinh này. Đức Phật nói tiếp là khi các cái duyên dao động ở bên trong, dông rủi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăn xăng đó làm tâm tính. Thì cái phần này dễ hiểu rồi, đúng không? Phần ban đầu mà kết để thành thân á, là cái đó rất là khó hiểu. Từ cái chỗ rỗng lặng không có gì hết, trong cái vô minh mù mịt của mình mà mình bám chấp, kèm theo cái vọng động bám chấp của mình mà nó mới ra cái thân. Chúng ta tạm hiểu như vậy đó. Thì vậy là khi đã có cái thân rồi á, thì các duyên dao động, tức là cái thân chúng ta là luôn có vọng tưởng dao động hoài, chúng ta không có dừng. Và cái vọng tưởng nó dao động, nó dông rủi theo cái cảnh bên ngoài. Và cái dao động mà duyên với cái cảnh duyên bên ngoài á, để nó mới cái hình thành một cái sự lăn xăng lộn xộn trong đầu chúng ta. Và cái lăn xăng lộn xộn trong đầu chúng ta đó, chúng ta chấp nó, lấy nó làm cái tâm của mình. Thì cái chỗ này mình dễ nhận rồi, đúng không? Cái này nói gián tác lại là khi chúng ta đã có cái thân tâm này, và chúng ta luôn là thấy, nghe hay biết cái cảnh duyên bên ngoài. Và khi chúng ta thấy, nghe cái duyên bên ngoài mà chúng ta không có nhận rõ chân lý, thì chúng ta bắt đầu chấp nó trở thành vọng tưởng. Và chúng ta chấp vọng tưởng mà mình thấy, nghe hay biết ngoài làm tâm của mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi học một ngày, cái hồi chúng ta chưa học chúng ta không biết cái gì đâu, đúng không? Như bắt đầu chúng ta học một ngày, chúng ta thuộc một bài học thuộc lòng hay gì đó, thì cái bài đó trở thành kiến thức của mình. Rồi ngày mai chúng ta học cái gì đó, mốt kia bữa đó, nọ chúng ta học cái gì đó, thì mỗi một ngày chúng ta học, mỗi ngày chúng ta quân tập, mỗi một ngày chúng ta tiếp xúc bên ngoài là mỗi ngày chúng ta quân tập riết, nó trở thành kiến thức. Và chính kiến thức nó trở thành tâm của chúng ta. Thì khi chúng ta dao động phân biệt soi thấu bên ngoài, để chúng ta buồn thương giận ghét, chúng ta chấp trước này nơi kia, thì chúng ta thấy lấy đó đầm tâm. Chứ chúng ta không biết là cái bản tâm chân thật là cái gì. Cho nên ở đây là khi mà lăng xăng mờ mịt, tức là từ thân có cái vọng tưởng lăng xăng đang hướng ngoại tìm cầu, là hướng ngoại tìm cầu rồi, thì chúng ta chấp nhận cái lăng xăng lộn xộn và chúng ta chấp đó là tâm của chúng ta. Đây là lối lý luận bước đầu, chúng ta cố gắng phải tinh tế một tí để chúng ta nhận ra những cái này. Chứ nếu không chúng ta bỏ qua bản kinh Lăng Nghiêm lạ lắm nha.
chúng ta bỏ qua ăn miếng là coi như vô sâu trong chúng ta không hiểu gì hết đó. Đó, cho nên là những cái phần mà nó khúc chiết ban đầu này là buộc chúng ta phải thông cảm được, phải chấp nhận được. Mà đoạn sau này thì mình dễ chấp nhận nè, tức là mình thấy rất là rõ ràng là tâm chúng ta đang hướng bên ngoài, thì bắt đầu cái phân biệt lăng xăng nó khởi lên. Mà chúng ta từ xưa giờ chúng ta chấp nhận cái lăng xăng lộn xộn đó là tâm của mình, tức là vọng sức lăng xăng lộn xộn trong mù tối này. Rõ ràng là chúng ta thấy mọi cái, nhưng mà rõ ràng là trong cái cảnh giới mù tối, chứ không phải là thấy bằng trí tuệ, mà chúng ta tạm lầm chấp nó là cái tâm tính của chúng ta. Một khi mê chấp làm tâm tính thì quyết định lầm cho tâm ở trong thân. Chúng ta từ trước giờ nói tâm chúng ta ở trong thân hay là ở ngoài thân? Chúng ta đã từng lầm như thế không? Thì đoạn trước là A Nan đã có nói tới chỗ này rồi. Chẳng biết sắc thân cho đến núi sông hư không và thế giới bên ngoài đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. Thí như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một bọt nổi cho là toàn là bể cả. Các ông tức là các nhóm người trong mê, như cánh tay của tôi rủ xuống không khác Như Lai nói, đó là thật đáng thương vậy. Nếu một người ngộ rồi thì thấy trời đất trăng sao vũ trụ mênh mông này, núi rừng sông nước đều ở trong tâm của mình. Vậy thì tất cả các cái đều từ bản tâm thanh tịnh mà sanh ra. Nhưng mình á thì mình lại không thấy nổi như vậy, mà mình thấy chỉ có thân tâm có một tí xíu à, là thuộc chuyện của mình thôi. Rồi có cái rộng rãi mênh mông trùm khắp pháp giới kia mình không chấp nhận được, mình không chấp nhận được. Đức Phật mới nói rõ ràng là mình là cái người đáng thương vậy, đáng thương. Rõ ràng là mình có bao giờ thấy mình rộng lớn bằng hư không không? Đâu có đâu. Mình thấy là mình thương người này chút nè, mình thấy mình ghét người kia miếng nè, mình thấy người hờn người nọ xíu nè. Mình chỉ thấy là cái tâm mình hiện khởi như vậy thì mình thành con người thương, tâm mình hiện khởi kia thì mình thành con người ghét, tâm mình hiện khởi chỗ nọ thì mình buồn người này đó. Thì tức là cái tâm mình nó nay chạy đầu này, mai chạy đầu kia, mốt chạy đầu nọ, giờ này chúng ta ngồi đây chút nữa chúng ta chạy nơi khác, chúng ta luôn chạy tới chạy lui dao động như vậy. Nhưng mà mình chấp cái dao động đó là mình, tức là chỉ có một cái nhỏ diệm phân biệt đó là mình thôi, chứ mình chưa bao giờ mình thấy được cái tâm mình là trùm khắp pháp giới để hay biết hết tất cả mọi cái ở trong vũ trụ mênh mông này. Như vậy là Đức Phật nói là chúng ta bỏ cái biển lớn mà chỉ nhận hàng bọt, nhận hàng bọt. Bỏ cái sa mạc mênh mông mà chỉ nhận được một hạt cát nhỏ nhiệm thôi. Thì rõ ràng chúng ta là người rất đáng thương phải không? Rất đáng được Đức Phật thương mình. Đây là chỗ mà nó hơi khó với chúng ta. Thành ra khi nào mà chúng ta đủ lòng tin và nhận được cái tự tâm, tự tánh, cái diệu minh chân tâm của mình là rộng rãi và trùm khắp pháp giới này. Tất cả mọi cái đều từ tự tâm chúng ta sanh ra, chúng ta thấy rõ ràng nó sanh như thế nào luôn, thì lúc đó chúng ta mới là người sáng mắt. Còn bây giờ rõ ràng mình nói là tất cả những núi non cây rừng đều từ cái gì sanh đó mình không biết. Chúng ta chưa biết nổi, thì rõ ràng là chúng ta chưa nhận rõ chân lý. Đây là điều mà chúng ta phải cần thấy. Vì vậy một người mà nhận được cái pháp giới tánh toàn chân á, thì cái phút giây đó họ sẽ thấy được cái vận hành của pháp giới này. Và khi họ thấy được cái vận hành của pháp giới mênh mông này thì họ thấy được tất cả những cái hành tinh, những cái vũ trụ đang có trong cái pháp giới vũ trụ này. Cái nào nó được hình thành như thế nào, nó được sanh ra bao lâu, nó sẽ được tồn tại bao lâu, chừng nào nó hoại diệt, và ở chỗ nào chuẩn bị có cái vũ trụ mới chuẩn bị hình thành, chỗ nào có cái hành tinh mới, chỗ nào có cái ngôi sao mới, vân vân. Chúng ta sẽ biết và sẽ biết nó chừng nào hoại diệt. Và trong lúc nó đang vận hành như vậy, nó sẽ tồn tại bao nhiêu năm, và trong cái sự tồn tại bao nhiêu năm đó, nó có bao nhiêu loài chúng sanh sống trong đó, và loài chúng sanh nào sống bao nhiêu tuổi, nó biết hết. Tức là một người đã nhập trong pháp giới tánh thì những cái đó phải, những cái sự vận hành đó họ sẽ nhận ra. Tại vì sao? Tại vì cái vận hành đó nó nhanh gấp 1 tỷ ly thừa tỷ của vận tốc ánh sáng. Thì vậy là ví dụ như cái vận hành của cái đầu chúng ta nhanh hơn cái đời sống của một vật chất. Ví dụ nha, bây giờ có một cái người thợ, họ suy nghĩ trong 5 phút họ sẽ chế được một chiếc xe đạp. Không? Thì họ chế từng bước, là họ chế cái câm trước, cái cổ sau, cái đùm hay gì đó vân vân. Họ tính từng cái, từng cái trong vòng khoảng vài chục phút sau là coi như là mọi cái phụ tùng của chiếc xe họ đã tính xong. Và bắt đầu tiến hành chế biến, và trong vòng là họ sẽ tính toán được là cái này chế mấy phút, cái kia chế mấy phút, cái nọ chế mấy phút để làm mấy ngày cho xong một chiếc xe.
Và họ tính một cách rất rõ ràng là chiếc xe đó mấy năm nó hư, họ thấy rất rõ. Thì khi một người nhập trong pháp giới tánh là một cái vận hành, một cái vèo đó, là họ thấy chuyện tỷ năm trước, tỷ năm sau là chuyện bình thường, không có gì xa lạ đối với những người biết được cái chuyện đấy. Tại vì cái vận hành của pháp giới tánh để hình thành và quả diệt một cái sự vật là vị đó thấy, thấy hết. Cho nên tại sao Đức Phật chúng ta phải thấy hàng hà sa số tỷ kiếp là vậy, hàng hà sa số hành tinh là vậy. Tại vì cái thấy của Đức Phật không phải là bằng con mắt chúng ta qua tường không thấy nữa, không phải như vậy. Mà Đức Phật thấy một cái là thấy khắp pháp giới thật sự, chứ không phải là Đức Phật thấy một cái hai vật như mình, những gì trước mắt thấy, ở sau lưng thì không thấy, đúng không? Nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật thì không còn thấy bị lệ thuộc trong thân vật chất này nữa. Cho nên ở đằng trước, đằng sau, trong ngoài, trên dưới thấy một cái là không còn sót. Không phải ở gần mà hằng hà sa số thế giới kia vẫn thấy rõ ràng như thấy một vật đang để trước mắt. Thế cho nên là khi mà một người đã ở trong, đã nhập, thâm nhập được cái pháp giới tánh toàn chân, tức là ở đây gọi là cái diệu minh chân tâm. Trên Lăng Nghiêm chúng ta gọi cái pháp giới tánh là cái diệu minh chân tâm. Khi một người nhận ra được diệu minh chân tâm thì toàn thể vũ trụ mênh mông này một lần họ thấy hết. Một lần chưa thấy hết vũ trụ mênh mông này thì biết rằng lần đó chưa nhập diệu minh chân tâm. Đó là điều chúng ta phải biết. Vì vậy mà chưa nhập được cái diệu minh chân tâm mới không thấy nổi cái sự sanh sôi từ diệu minh chân tâm để hình thành tất cả những vật chất chất trong vũ trụ này. Chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên một người mà học Phật á, đến một giai đoạn nào để chúng ta có thể biết được là mình nhận chân được chân lý hay chưa, hay là chúng ta còn mù mịt. Rõ ràng cái ngày nào mà diệu minh chân tâm nó chưa sáng rỡ với mình thì ngày đó mình không thấy được cái gì xuyên tường xuyên vách, không thấy được núi non sông ngòi đều từ tự tâm mình sanh ra như thế nào, chúng ta không hiểu. Lúc nào chúng ta trả lời được tất cả mọi cái sự vật, sự việc trong trần gian này đều từ tự tâm mà sanh ra, từ cái diệu minh chân tâm sanh ra, thì coi như lúc đó chúng ta ngộ đạo. Chừng nào mình trả lời được là cái núi đó từ đó tâm mình sanh ra, cái nhà này từ tâm mình sanh ra, vật chất này từ tâm sanh ra, cái quả đất này từ tâm mình sanh ra, mặt trời từ tâm mình sanh ra, trăng sao, hành tinh, hàng tinh trong pháp giới này đều từ tự tánh diệu minh chân tâm sanh ra, thì lúc đó là chúng ta đã sáng đạo. Còn ngày nào mà chúng ta chưa trả lời được những câu hỏi đó, chưa hiểu được, chưa nhận biết được, thì ngày đó chúng ta chưa biết cái diệu minh chân tâm là cái gì. Nên là chúng ta thấy cái thân này nó có sanh có tử, nó chỉ là một cái gì. Như ở đạo trong kinh này Đức Phật nói sao, chúng ta chấp nhận cái thân tâm này giống như là chúng ta chấp nhận hòn bọt mà bỏ quên cái đại dương mênh mông kia. Rồi khi chúng ta tìm được đại dương mênh mông rồi thì bao nhiêu hòn bọt nó sanh như thế nào và nó diệt như thế nào thì đại dương sẽ biết. Mặc dù cùng một lúc có hàng tỷ tỷ hòn bọt giữa mặt đại dương được sanh ra và diệt đi, thì lúc đó đại dương cũng biết rất rõ hàng tỷ cái hòn bọt đó được sanh ra và diệt đi, không sót. Nếu chúng ta là đại dương thì chúng ta biết được tất cả hòn bọt nổi trên đó. Còn nếu chúng ta là hòn bọt thì chúng ta chỉ biết được cái chuyện là sanh ra và bể đi của hòn bọt mà thôi, chúng ta không biết thêm, phải không? Nên đó là cái mà để chúng ta phải biết. Chắc là bữa nay chúng ta sẽ dừng lại ngang đây. Vậy chúng ta chấp tay hồi hướng đi nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ sự
Phật.